Vâng, kính chào quý vị và các bạn. Lâu lắm Chiến Thắng mới lại lên sóng cùng anh em. Không phải là khoác đâu ạ. Bây giờ là 2 giờ 45 phút sáng ấy. Chiến Thắng vẫn đang hì hục với con lợn quay. Bởi vì sao mà mình trực tiếp mình quay con lợn này? Bởi vì là hôm nay là mình dạy nghề cho một anh Nhiên đến từ Cẩm Giàng, Hải Dương, làng nghề gỗ Đông Giao. Và cũng như những gì Chiến Thắng nói, không phải là khoác lác đâu nha. Nói với em này, một nò này, vừa đi về này, đi về lúc tối này, hai nò này, ba nò này, bốn nò này. Chẳng giấu gì các bạn, Chiến Thắng chẳng có gì ngoài cái lò quay lợn kia. Biết chưa? Đây là con lợn này do chính tay anh Nhiên đến từ Cẩm Giàng, Hải Dương thực hiện. Đây, cái lò thứ tư đây. Không phải nhiều thánh chém gió lại bảo chỉ có được tài bốc phét nay đâu giờ ba bốn cái lò này. Nếu mà mỗi ngày quay một con thì chẳng ai rảnh hơi mà đi làm ba bốn cái à, đúng không quý vị các bạn? Và đây là không gian quán bia của Chiến Thắng. Hiện tại nó rất bừa bộn bởi vì đang áp dụng chỉ thị của 15 hay 16 gì đấy của chính phủ là đang đóng cửa để phòng chống Covid. Vì vậy nên là hiện tại thì mình chỉ có duy trì là anh em đội quay lợn và chó thôi. Còn đâu là nhân viên chạy bàn phục vụ tạp vụ các thứ thì là cho tạm nghỉ. Bởi vì hiện tại là quán đang đóng cửa. Và kính thưa tất cả các anh em đang chuẩn bị hay sắp sửa vào nghề thì cái gì đấy ạ? Nói với tất cả anh em là Chiến Thắng bắt đầu bằng con số 0. Và hiện tại thì có những cái cơ ngơi như thế này, bao gồm rất nhiều bất động sản và nhà hàng, cơ sở quay lợn tất tần tật và tuốt tuần tuột ý, thì cũng là từ con lợn mà ra. Vì vậy nên anh em nào hiện tại chưa định hướng được cái nghề thì anh em mình còn chần chừ gì nữa mà không liên hệ ngay cho Chiến Thắng để học lấy cái nghề cho mình. Chẳng giấu gì các bạn, cách đây 8 năm mình cũng đã phải lên Lạng Sơn học lấy cái nghề này và mang về miền xuôi và cảm thấy rất phù hợp với mình cũng như phù hợp với tất cả anh em mà gọi như là lao động phổ thông đi. Nói thẳng là anh em mình không có trình độ đi thì là cái nghề này là thứ nhất đấy. Các bạn thấy tôi đang quay video cho anh em nhưng tôi vẫn đang quay lợn mà vẫn có thể quay video và nói chuyện với mọi người. Tuyệt vời không ạ? Còn gì tuyệt vời bằng nữa. Thứ nhất là hiện tại làm nghề nó rất là sướng. Sướng ở cái chỗ nào? Đấy, motor nó quay đều, quay đều, quay đều. Mình chỉ việc gạt, gạt, ngoáy, ngoáy, gạt, gạt, ngoáy, ngoáy. Xong. Tại sao mình đi từ chối một cái nghề mức thu nhập 25, 30 triệu một tháng rồi mình lại cứ phải đi làm thuê 10, 12 triệu một tháng xong. Anh em thấy có hay không? Tại sao mình không làm chủ với mức vốn nó chỉ không quá 20 triệu mà mình lại cứ phải đi làm thuê để nhận đồng lương 10, 12 triệu? Nó không xứng đáng với công lao mình bỏ ra. Tại sao mình phải thế? Nói với quý vị và các bạn ấy, hôm nay là mình không cầm cái gậy quay này, này. Có thể nó hơi rung anh em xem tạm nhưng tâm sự với mọi người nhỉ. Đây là con lợn thành phẩm, sắp thành phẩm, chuẩn bị giao cho khách. Và mỗi con lợn này cứ lỗ luôn là lãi 1,5 triệu, không phải bàn cãi.
Đây là xe của các anh em đi quay về. Ở đây quê mình 89 Hưng Yên. Mình là người đầu tiên mang lợn quay xứ Lạng về Hưng Yên. Và Lan bây hiện tại lan tỏa ra gần 64 tỉnh thành trên toàn quốc. Đây là không gian quán bia của mình này. Bây giờ nói thật là anh em đừng đánh giá bừa bộn nhé, bởi vì không có nhân viên nào, không phải không có mà là hiện tại trong chỗ nghỉ. Đây là cơ ngơi của mình, một quán bia rộng 270 m2, chẳng giấu gì quý vị và các bạn, chỗ này mình mua là 4.7 tỷ đất không, dựng lên quán là hết 550 triệu. Mình bật cái bóng đèn cho anh em tham quan này. Nói chung là cũng chỉ là một quán bia bình dân thôi anh em ạ. Đấy. Quán bia bình dân thôi, chứ không phải là hoành tráng cao sang gì đâu. Nhưng mà nó cũng là một thành quả nỗ lực của mình. Hiện tại thì quán của mình đã nghỉ thì 9 tháng, bắt đầu từ năm 2021. Tiếp theo hoạt động từ 1 tháng rưỡi thì lại tiếp tục nghỉ. Tới bây giờ là gần 1 tháng rồi. Nhưng mà mình vẫn cứ hoạt động bình thường. Là vì cái gì? Là vì cũng có con lợn hỗ trợ hết. Không con lợn hỗ trợ là mình cho thuê hoặc bỏ của chạy lấy người rồi. Trong kia là mình thiết kế 3 phòng để cho anh em thợ quay lợn. Đây, món ăn này cũng tương đối phong phú và đa dạng. Anh em xem cái clip này thì đừng chê nhé, bởi vì đây chỉ là một quán bình dân thôi. Nhưng mà cũng là một sự nỗ lực không hề đơn giản của Chiến Thắng. Trong suốt 8 năm làm nghề, ngoài cái quán bia này ra, hiện tại mình có 4 điểm quay lợn. Vẫn như câu nói quen thuộc là gì? Tất cả cũng nhờ con lợn mà ra. Anh Yên thì anh Yên quay xong con lợn này thì anh mệt quá. Cái clip tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu với mọi người. Anh Nhiên đến từ làng nghề Đông Giao, Hải Dương, Cẩm Giàng, Hải Dương. Người đã thực hiện con lợn này. Với sự hướng dẫn của Chiến Thắng. Thành phẩm này anh em nhìn thấy ok chưa? Nói chung là mình thấy là cũng tương đối là ok rồi đấy. Và giới thiệu với quý vị các bạn. Đây là chiếc lò huyền thoại. Và rất nhiều con người thành nghề từ chiếc lò này. Nó hơi cũ kỹ nhưng mà rất là chất, đẳng cấp. Vip chưa? Quá ngon luôn, xuất sắc. Đấy là từ cũng hơi nứt một tí nhưng mà không ảnh hưởng gì. Đấy, bình thường ấy thì buổi sáng vợ mình bán phở, bán bún, bán cháo mang về. Bình thường là cái không gian này nếu được khách cho khách ngồi ấy, thì cũng tương đối VIP ấy. Nói là nó không phải VIP mà gọi là kiếm ra tiền phết ấy. Nhưng bán mang về thì nói thật với các bạn là cũng không được bao nhiêu, nhưng gọi là làm cho vui. Đỡ buồn tay buồn chân, vì phụ nữ thì không thể mổ lợn được. Mà mặt bằng thì có nên là tận dụng thôi. Đây, mình rất nhiều clip của mình cho anh em thấy. Tất cả các điểm của mình đều là những con phố tấp nập. Và đặc biệt ý, là cái gì? Đấy, cứ thế giới di động ở đâu là mình ở đấy. Tất nhiên là mình không thể ở hết được. Vì người ta đặt đoàn của mình chỉ là gọi là ý là những cái địa điểm người ta đã chọn là rất là đẳng cấp mà mình học theo. Không nhiều anh em bắt nỗi bảo
thông điệp ngắn gọn mùa chiến thắng muốn gửi tới tất cả quý vị các bạn ấy, muốn học nghề quay lợn hoặc muốn làm nghề quay heo thì hãy liên hệ cho chiến thắng, một giải pháp tối ưu cho các vùng đồng bằng. Bởi vì trên cái sự sáng tạo qua nhiều năm thì mình nghiên cứu ra một công thức ưu việt dành cho khu vực thành thị, thành phố hoặc khu công nghiệp, khu đang phát triển hoặc khu phát triển. Chứ còn bản chất cái lợn quay này nó xuất phát từ miền núi. Có thể nhá, mình nói với bạn là có thể sẽ không phù hợp với các vùng đô thị đâu. Nếu các bạn dập luôn công thức của Lạng Sơn vào, các bạn sẽ bị thua ngay trên sân nhà của mình đấy. Nên nhớ rằng một câu như thế nhá. Nhưng khi gặp chiến thắng thì anh em sẽ được tư vấn, được hướng dẫn tất cả các vấn đề ABCZ để được thành công. Ví dụ như chiến thắng có thể tư vấn cho các bạn cách thức làm nò, làm thế nào để cho tốn ít than nhất mà nhiệt cao nhất. Rồi các mối gia vị giao tận nhà, các bạn không phải đi tìm kiếm thu mua ở bất kỳ khu vực nào cả, mà chiến thắng đã làm việc hết rồi. Và đảm bảo với các bạn là gì? Giá cả là cạnh tranh, chứ không phải giá tăng giá giảm chênh nhau vài đồng. Cái thứ ba là gì? Tất cả các mối lợn, từ lợn quay đến lợn mán, lợn rừng, chiến thắng sẽ cho các bạn số điện thoại và người ta sẽ cũng giao tận nhà cho các bạn luôn. Bởi vì những người ra buôn lợn, những người được hưởng lợi rất nhiều từ những anh em quay lợn của chiến thắng. Nên chiến thắng chỉ định khu vực nào là người ta sẽ làm khu vực đấy. Còn gì bàn cãi nữa không ạ? Chỉ việc làm và thu tiền này, chứ không phải là như những ngày đầu chiến thắng phải rất là vất vả để có được cái nghề như ngày hôm nay. Bình thường ấy thì nói với các bạn là hiện tại chiến thắng thuê rất nhiều người, mình cũng chỉ có khách đặt mình làm thôi, chứ còn khách thường đi bán lẻ thì anh em đi bán. Mình vì sao là mình là ông chủ nhưng mà mình lại đêm hôm mình làm? Bởi vì đây là những khách quan trọng. Khách quan trọng mình mới phải làm. Đẹp không ạ? Cái clip này có thể sẽ được tạm dừng tại đây. Và mọi người thấy hữu ích, thấy hợp lý thì cho chiến thắng xin một nút chia sẻ, một nút subscribe, một nút đăng ký. Nút subscribe nghe là nút đăng ký ấy. Kênh cho chiến thắng để chiến thắng có thêm động lực phát triển thêm các video tiếp theo. Thì ngoài những cái clip liên quan đến lợn quay ấy, thì khi nhà hàng mở cửa mình sẽ hướng dẫn tư vấn rất nhiều các vấn đề liên quan ẩm thực của gia đình để cho các chị em nội trợ học hỏi chế biến những món ăn ngon cho gia đình. Một nữa thì chiến thắng xin được cảm ơn tất cả mọi người đã và đang xem clip này. Vui lòng hoan hỉ cho chiến thắng xin một nút đăng ký nha. Hoặc bình luận bên dưới, có gì góp ý cho chiến thắng thì cứ bình luận bên dưới, mình sẽ nghe, lắng nghe và chỉnh sửa. Xin hẹn gặp lại quý vị các bạn trong clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Bây giờ cũng là buổi sáng rồi, chúc tất cả mọi người xem cái clip này của chiến thắng có một buổi sáng tốt lành, tràn đầy năng lượng.